Mẹ em đã tìm được thai mới. Một vật có tinh thể nhảy sáng màu xanh. Các tinh thể này là một phát minh mới nhất giúp tẩy vàng. Vì sau khi giặt lúc quần áo được phơi, chúng sẽ tiếp tục kích hoạt ánh sáng tẩy sạch chất gây ngã vàng trên sợi vải, mang lại vẻ sáng đẹp cho quần áo đã bị cũ ngã vàng chỉ sau vài lần giặt. Con cũng đẹp như anh con vậy. Nhờ mẹ đó, anh em con lúc nào cũng đẹp trai. Thai mới, càng giặt càng mới.